khi tôi thử âm thanh cây đàn này, tôi đã rất có cảm xúc và tôi muốn chia sẻ với các bạn âm thanh của Apollo, một cái thương hiệu có thể nói là hàng đầu trong những cây đàn ngoài dòng. Apollo A358, và một cái model mà rất là đẹp về hình thức. Vâng, các bạn nhìn thấy hình thức cây đàn rất là đẹp. Vâng, và tiếng cũng rất là hay, phím rất dễ chơi. Vâng, có lẽ rằng là cây đàn ngoài dòng và với chi tiêu hết sức tiết kiệm thì đây là một sự lựa chọn không có gì có phải băn khoăn cả. Và nếu như chúng ta định chi tiêu với một cây đàn điện tầm độ 15 triệu hay 12 triệu thì chúng ta chỉ thêm một khoản tiền rất ít nữa là chúng ta đã được sử dụng cái đàn cơ này rồi. Vậy tại sao không, phải không ạ? Rồi, bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Rất là tuyệt vời với một cây đàn gọi là ngoài dòng. Và nhưng tôi cho rằng so với kể cả Yamaha hay những cây đàn thương hiệu khác thì cây đàn này cũng không hoàn toàn kém một chút nào. Cảm ơn các bạn.